Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp cái GoPro Pro. Thì nhiều bạn quay phim nó không có nét hay là âm thanh nó nhỏ, thì hôm nay mình sẽ review cho bạn cái GoPro Pro. Mình sẽ đập hộp cái GoPro Pro cho các bạn nhé. Đó, thì hôm nay mình mới vừa mua cái GoPro Pro, mình sẽ đập hộp nó. Thì nghe nói thằng này á là nó đã có hệ thống chống nước và quay camera hành trình rất là nét. Thì hôm nay mình sẽ dùng nó để quay những clip rõ nét hơn về cái dòng máy photo như là cái công việc đời sống ở Đà Nẵng. Thì mình sẽ dùng con này để quay phim. Mong các bạn ủng hộ để mình có nhiều clip mới, ra nhiều được clip hơn cho các bạn. Thì mình sẽ khui nhé. Đây. Lòng trong gói nhựa này rất là cứng này. Đây. Thì không biết nó như thế nào. Sẽ tháo ra nhé. Sách hướng dẫn đồ đây. Thì để mở ra. Mình sẽ nói chung là nhìn bề ngoài thì nó rất là manly, ok, rất là đẹp, mà không biết chất lượng như thế nào. Thì đây, bật cái nắp lại nhé, tôi sẽ tiến hành bật cái nắp lại, bóp ra và đẩy tới. Đây, cái đế rất là cứng. Thì chính là nó GoPro Pro rất là nét với Canon luôn các bạn nhé. Đập hộp luôn nhé, đập hộp mới luôn nhé. Mình sẽ test thử nút nguồn nó nằm ở đâu không biết, kiểm tra pin rồi luôn, mình biết là để mình kiểm tra. Đây, chúng ta sẽ kéo xuống này, kéo xuống và chúng ta lật lại. Thì trong này pin rồi chưa có này. Sách hướng dẫn này. Thấu pin này, sạc pin này. Đây đúng nhé. Đây. Pin này. Thì nhớ thì mình có bỏ thẻ này đó là cái dòng thẻ để quay HD, Full HD 4K. Nếu mà bạn dùng thẻ thường nó sẽ bị cháy thẻ nhé. Thì nên đầu tư cái thằng thẻ này, đó nó cũng không bao nhiêu. Mình sẽ tiến hành nhắc thẻ nhớ vào. Pin. Đây, nút nguồn ở đây các bạn nhé. Nút nguồn này chúng ta bấm. Thì đấy, mình làm tới đây hết pin mất, mình sạc pin. Thì sau khi sạc pin xong mình bật nguồn này, nút nguồn này. Đó, mình sẽ bật nút nguồn lên này. Nó chỉ cần bấm nhẹ vô là nó sẽ đây. Đó. Đây. Thì hình ảnh các bạn thấy không? Full HD nét. Rất là nét. Mình sẽ test đèn flash đi cho nó bớt nè. Quay là rất là rõ nét đều nhé. Nó rồi chống rung nhiều thế hệ luôn, rất là tốt. Thì mình sẽ nói về sơ chức năng này. Trong này nó có ba chức năng này, chụp ảnh này. Đó, các bạn chỉ cần đưa qua về chụp ảnh, đặt qua và quay phim, và chế độ time lapse cũng như quay nhanh. Các bạn quay một cái video nó rất nhanh thì bạn chọn time lapse. Thì đó ba chức năng. Còn quay video này có những này 1800 này, vang này, tiếp tục này, nhiều này. Đối với chế độ chụp ảnh này, mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Đây, quay phim này, quay phim này có chế độ này, 4K này, đó, 1080, 2K7 và 4K. Thì bình thường mình sẽ sử dụng 4K cho nó nét, full HD. Thì thời lượng nó quay được có 1 tiếng đồng hồ nhé, thì được có 1 tiếng đồng hồ. Rất là tiện ích,
này đó, đầu tiên là để mình quay sửa máy, sửa chữa, quay sửa máy này, hoặc là mình đi quay về cuộc sống của Đà Nẵng không ạ. Thì đó, đó là mình mua để làm nhiều video về Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng cho các bạn xem. Thì trong này là có nhiều cái chế độ chỉnh highlight này rất nhiều để mọi người gái thôi. Nói chung là rất ok, mình rất là thích cái con này, mình đầu tư để mình làm việc. Bộ phụ kiện của nó thì có dây sọt này, dây sọt gì đó và sách hướng dẫn thôi. Và nó tặng cho mình nó tặng kèm cho mình một cái gión và nón bảo hiểm để mình quay trên đầu. Thì mình lấy keo 3M này, 3M này, keo này rất bày, mình dán lên trên mũ bảo hiểm. Thì chức năng gắn gài thì đây cũng tương tự như cái kia thôi đó. Đó thì mình sang gắn mũ bảo hiểm, mình gắn là mũ bảo hiểm và tiến hành quay hành trình đó. Đó hình ảnh rất nét luôn nhé. Thì cái thằng Vovo 8 này rất là ổn định, chống rung. Thì đó, thì nó có nhiều chức năng là rất tiện dụng cho các bạn. Thì bạn đang quay, bạn thấy chụp hình hoặc dừng để nằm đi đây, chụp hình dừng này có thể cái nút dùng nút đây đó. Sạc pin thì nãy mình hướng dẫn là kéo xuống và lấy cái nắp ra để lấy pin, sạc pin trực tiếp hoặc là cắm cục sạc đa năng trực tiếp vào đó. Thì cảm ơn các bạn nhé. Thì mình sẽ làm thử một cái video cho các bạn xem nhé. Đó, mình tiến hành quay này. Rồi, đó, mình lưu lại nhé. Và mình tiến hành vào trong để mình xem. Đây để mình tiến hành coi cái video nữa nhé. Đó, các bạn thấy không, rất hay, chống rung lát này, vô cùng nét luôn nhé. Do mình quay màn hình nó không, cái điện thoại mình nó không nét bằng cái máy quay đó, là máy quay nó rất là nét và sáng, tại do mình quay bằng điện thoại nên nó hơi mờ, các bạn nhìn thấy rất là mờ, nhưng mà nhìn ở ngoài thì rất là nét, rất là đẹp, chống rung, chống nước. Các bạn có thể cầm dưới độ sao bao nhiêu quy định, ví dụ như độ sao vài mấy á thì ok, nhưng mà còn xuống sau thì có áp lực lớn thì nó hư nhé, nên mua cái bảo vệ áp lực, mua cái vỏ ngoài. Còn đây thì mình làm việc mình không cần phải mua cái đó, mình chỉ dùng sơ thôi. Cảm ơn các bạn đó. Thì các bạn nhớ ủng hộ mình để mình có nhiều video chất lượng hơn đó, âm thanh sống động hơn. Cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại ở những clip mới khi mình dùng GoPro Pro. Xin chào và hẹn gặp lại.